Thiện nam tử, ngươi thấy 10.000 đồng nữ quyến thuộc này của ta rồi chăng? Đáp rằng, dạ đã thấy. Yêu bà Di nói, thiện nam tử, mười ngàn đồng nữ này là bậc thượng thủ có trăm vạn a tăng kỳ quyến thuộc như vậy thảy đều đồng hạnh đồng nguyện đồng căn lành đồng đạo xuất ly đồng kiến giải thanh tịnh đồng niệm thanh tịnh đồng cõi thanh tịnh đồng vô lượng giác đồng được các căn đồng tâm rộng lớn đồng cảnh sở hành đồng lý đồng nghĩa đồng thấu rõ pháp đồng sắc tướng thanh tịnh đồng vô lượng lực đồng tối tinh tấn đồng tránh pháp âm đồng tùy loại âm đồng đệ nhất âm thanh tịnh đồng khen vô lượng công đức thanh tịnh đồng nghiệp thanh tịnh đồng báo thanh tịnh đồng đại từ khắp cùng cứu hộ tất cả đồng đại bi khắp cùng thành thục chúng sinh đồng thân nghiệp thanh tịnh tùy duyên tộc khởi khiến cho ai thấy được đều vui mừng đồng miệng nghiệp thanh tịnh tùy lời nói thế gian tuyên bố pháp hóa đồng đi đến đạo tràng chúng hội của tất cả chư phật đồng đi đến tất cả cõi phật cúng dường chư phật đồng hiện thấy tất cả pháp môn đồng trụ bậc bồ tát hạnh thanh tịnh với tôi Thiện nam tử 10.000 đồng nữ này có thể lấy thức ăn trong cái bát nhỏ này trong khoảng sát na đến khắp mười phương cúng dường tất cả hậu thân Bồ Tát, Thanh Văn, Độc Giác cho đến khắp cùng các cõi ngạ quỷ đều khiến cho đầy đủ. Thiện nam tử 10.000 đồng nữ này dùng cái bát nhỏ này của ta có thể ở trong cõi trời thì đầy đủ thức ăn cõi trời cho đến ở trong cõi người thì đầy đủ thức ăn cõi người thiện nam tử, xin hãy đợi chốc lát, ngươi sẽ tự thấy. Khi nói lời đó rồi, thì thiện tài, điền thấy vô lượng chúng sinh từ bốn cửa đi vào, đều do nguyện xưa của yêu bà Di mời đến. Đại chúng đó tụ tập lại rồi, đều ngồi trên tòa ngồi. Tùy theo sự cần dùng của họ, bố thí thức ăn uống đều khiến cho họ được đầy đủ. Cụ túc yêu bà Di bảo thiện tài rằng, thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát vô tận phước đức tạng này như tất cả công đức của các đại bồ tát thâm sâu vô tận như biển cả như hư không rộng lớn không bò mé như trâu như ý làm mãn nguyện chúng sinh như thôn xóm lớn cầu gì cũng được như núi tu di khắp tụ tập các báu như áo rượu bảo tàng thường chứa đựng pháp tài như đèn sáng phá các đen tối như lọng cao che khắp quần sinh mà ta làm sao biết được nói được hạnh công đức đó thiện nam tử ở hướng nam này có thành tên là Đại Hưng, trong thành đó có vị cư sĩ tên là Minh Trí. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ cụ túc yêu bà Di, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chiêm ngưỡng không nhàm đủ, rồi tử tạ mà đi.